sẵn anh. Bảo sao mạng yếu, nó bắt cái wifi ở đây. Dạ. Hay quá luôn ơi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Đúng rồi, anh Lương Đạt Quốc học gặp Tiến Minh nha, 3 năm. Ok, xin chào mừng các bạn đến với trận đấu bán kết nội dung đồng đội nam giữa Bắc Ninh và Hà Nội. Phía gần màn hình của chúng ta, vận động viên Nguyễn Tuấn Anh của Bắc Ninh. Phía xa màn hình, vận động viên Lê Thanh Lâm của Hà Nội. Trận đấu này đã được Hùng quay lại ở chế độ Full HD để gửi đến tất cả mọi người. Điểm 2-0 cho Hà Nội. Chúng ta cổ vũ cho Quốc Học nào, cống hiến vài đường cầu hay trước. Tay vợt số 1 Việt Nam nào. Quốc Học với Tiến Minh. Về cầu lôi thì Quốc Học 2-0 cho Tiến Minh. Bắc Ninh, Tuấn Anh phát cầu. Chủ động mãi ơi, cố lên. Đánh rất từ từ. Phá kỷ lục 108 chạm. Đúng rồi, anh Lương Đạt Quốc học gặp Tiến Minh nha, 3 năm. Ngoài sân nữa rồi, 6-4 cho Nguyễn Tiến Minh. Thế cầu rất tự tin, đập. Trăm ca. Điểm 5-7. Sau trận này không? Cầu siết quá khó. 11-5 cho Nguyễn Tiến Minh trong set đấu thứ nhất. Bảo sao mạng yếu, nó bắt cái wifi ở đây. Hay quá luôn ơi. Bình tĩnh thôi. Lúc nãy mạng yếu bởi vì là cái máy của Hùng nó tự động bắt một cái wifi ở nhà thi đấu này. Wifi không có password. Hùng không để ý đâm ra là chất lượng mạng nó kém. Tuy nhiên bây giờ thì mọi người yên tâm là đảm bảo là livestream cực nét luôn. Xin chào Mai Đức Hiệu nha, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người đến trở lại với livestream Hùng thế nào. Quốc Học gặp Tiến Minh. Ở ngoài sân, Quốc Học gặp Tiến Minh nha. Vẫn còn. Bấm cầu rất hay của Quốc Học. Rất tiếc. Oh!
cú học mệt lắm rồi. Hà Nội điểm đang là 17-15 cho Lê Thanh Lâm. Hay quá nhờ. Trận đấu Bắc Ninh và Hà Nội rất hay luôn. Chúng quay sang trận giữa Hà Nội và Bắc Ninh nha. Hà Nội Bắc Ninh hay hơn. Nên quay lại trận Quốc Học để động viên cổ vũ Quốc Học. Chém hay đấy nhở. Người bán kết nhá. Quốc Học đang cần sự can thiệp của bác sĩ. Đập cầu rất gắt lên anh Lâm, 18 đều cho Hà Nội. Đập cầu. Cầu trong sân. 19-18 cho Thanh Lâm Hà Nội. Lê Thanh Lâm có vẻ rất chủ động. Em ơi. 21-19 cho Lê Thanh Lâm Hà Nội. Phải nói rằng tại giải đấu này Lê Thanh Lâm của Hà Nội đánh cầu rất ổn định và phong độ. Mệt rồi, nản rồi. Thôi quay. Trong set đấu thứ nhất thì Lê Thanh Lâm với một chiến thắng vừa đủ trước Tuấn Anh. Cơ hội tấn công cho Lê Thanh Lâm. Kề cầu rất tự tin từ Lê Thanh Lâm, cơ hội tấn công. Đập cầu rất tốt. Đập cầu tốt từ Tuấn Anh Bắc Ninh. Ai thưởng 5 triệu thế anh Thế Anh ơi. Ép cầu ra ngoài của Lê Thanh Lâm. Mệt không chịu được. Điểm ra là 11-3 cho Tiến Minh. Tâm giao cầu. Anh Phong làm nít. Em đi Nam động. Nam. Đôi nữ chuẩn bị đánh 6. Cơ hội tấn công. Thái Bình điều hành trận đấu trong ngày chín. Công Hương chạm giao cầu. Ngọc bơm lên được chục quả nó. Nhưng cái sân sau này được nó chéo. Phải nói là Lê Thanh Lâm rất chủ động. Trận đấu này rất hay. Vâng, tấn công khá bất ngờ nhưng thủ vẫn chắc lắm. Trò lưới rất tự tin của Lê Thanh Lâm. Phong cầu ngoài sân. Hai mươi tám cho Nguyễn Tiến Minh. Quý thủ quà. Thủ quà phải giao cầu anh. Thôi giao lưu các anh thì. Hay quá nhở. Chuyện này đang hay mà bạn ơi. Ở Việt Nam thì chỉ có Hải Đăng với Tiến Minh thì gần như mới có khả năng đó. Đập cầu tốt từ Tuấn Anh, một pha 11 đều. Đập cầu. Đập cầu rất tốt. 12-11 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Thủ cầu rất chắc chắn từ anh Tuấn Anh. Cơ hội tấn công. Cầu ngoài sân. Xem là Lê Thanh Lâm có đủ bản lĩnh để thắng set 2 này không. Bắt lưới rất nhanh, rất chính xác. Vẫn còn rất cố gắng. Cầu vẫn trong sân. 16-12 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Anh Đức ơi. Rất tự tin.
Vâng, lên anh Lâm định lên bắt lưới, định bắt bài, tuy nhiên đã bị lừa mất rồi. Trận đấu bên này giữa Lê Gina và Phạm Cao Cường cũng rất hay. Ôi, Lê Gina đánh hay quá nhá. 4-1 cho Lê Gina. Bắc Ninh xếp 2 đang dẫn 18-13 rồi. Chém cầu rất tốt từ Lê Thanh Lâm. 14-18 Lê Thanh Lâm giao cầu. Lại là một tình huống ép lưới rất hay từ Tuấn Anh. Vâng, Lê Thanh Lâm nên chú ý những đường cầu như vậy. Trận giữa Lê Thanh Lâm và Tuấn Anh rất hay. Ngoài sân rồi. Chém cầu ngoài sân. 21-14. Đến mua nước. 14-8 cho Lê Duy Nam. Xem quay lại ở chế độ Full HD, mọi người xem trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton của Hùng nhé mọi người. Kênh YouTube có tên là Sport Hùng Badminton. Lê Duy Nam 15-12. Cầu ngoài sân 16-14 cho Lê Duy Nam, cố lên nào. Tuấn Anh Bắc Ninh phát cầu. Cao Cường 19-16. Trận đấu giữa Tuấn Anh và Lê Thanh Lâm đang là 6-5 nghiêng về Tuấn Anh. Đây cầu ngoài 7-5 cho Tuấn Anh. Hà Nội và Bắc Ninh đang đánh sân bên cạnh nha mọi người. Thủ hay thế nhờ anh Tuấn Anh ơi. Đập cầu ngoài sân 8-5 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Đánh với Tiến Minh thì làm sao đánh được mà anh ơi. Rất tốt. 10-5 cho Tuấn Anh. Mệt rồi. Anh Tuấn Anh khỏe lắm. Tuấn Anh nhìn như kiểu chưa mệt tí gì luôn. Ngoài sân 83 Thanh Lâm giao cầu. Tấn công. Vâng. Thủ cầu tốt từ Lê Anh Lâm. Điểm rút ngắn 10-13. Đập cầu tốt từ những ngày trước rồi. Thắng Đà Nẵng 3-0 nha mọi người. Thế là Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện đầu tiên vào chung kết rồi. Vâng, tấn công dồn dập từ Tuấn Anh và Hà Nội nào. 15-11. Ôi ôi ôi, ra màn, cảm người.
Các điểm 10 điểm nhá. Người rất tự tin từ Tuấn Anh. Tuấn Anh đánh chắc lắm, khỏe lắm. Tự hỏng rồi. Cao Cường và Lê Duy Nam đang là 13-7 cho Cao Cường nhá. Đập cầu tốt. 12-17 Thanh Lâm phát cầu. Cơ hội tấn công. Vâng, Lê Thanh Lâm đập cầu rất chất lượng. 13-17. Đập rồi. 18-13 xếp đầu thứ 3 cho Tuấn Anh Bắc Ninh. Kéo lưới rất hay, cơ hội tấn công. Rất tự tin nhưng không qua lưới rồi. Cầu tốt. Rồi hết rồi. 21-15 vâng. Chiến thắng đầu tiên dành cho vận động viên Tuấn Anh của Bắc Ninh. Một chiến thắng rất xuất sắc trong vòng 3 set. Và vận động viên Tiến Bún của Bắc Ninh đang bước vào sân. Không biết đối thủ của Tiến Bún sẽ là ai đây. Liệu rằng đội Hà Nội sẽ cho Tiến Tuấn ra sân hay cho ai ra sân? Chúng ta hãy tiếp tục cùng Hùng theo dõi trận đấu giữa Tiến Bún của Bắc Ninh và Tiến Tuấn của Hà Nội. Video sau của Hùng nha.